chúng như chấp đam phụt tắc mình tàu chúng tàu hay chúng từ mưa tàu biết được cá phụt tắc phụ dạng mạch đồng bóng như bằng cá nữ mỗi như bằng cá nữ không một chút máu anh đã chụp một tháng water and foam water and foam nữa dưới một cái chữ solid muối đó cho từ cái này cũng mang sáu mươi new solid vì có chỗ bị thay layer new solid đâu cái này đâu pot tự nhiên là pot sò nè và pot sò bạn này chưa biết bàn màu hay dùng chắp đam keyframe không mà đã tất không đo dưới nó dùng cho ngoài vì láng bị ót từ miền bị cao lăng từ lửa chứ nhưng chắp đam thứ ca ở keyframe position về tới rồi ca vô khu sơ cho tờ lửa layer mùi ní vì chân thì transform màu đi position về chẳng dương cầm nó tha không dạp bếp pram second ở việc bình tật nè chứ nhưng khi frame càng nít ca ta trong nấy animation trong nấy cho là bỏ tật dưỡng hay nít cứ đam này cho là bỏ tật dưỡng thì vì cho một lão bị bàn chẳng hay dân tiên khu sơ mùi mùi khi mình làm thế bạn bằng tỏ bị bàn được chứ này hơi dân chấp tâm apply effect mùi để mình chung một tháng turbulent displacement person mà bạn bắt effect and preset bạn châu được cắn window dù biết thá effect nâng preset này tên ná cho window effect preset với chân màu hả cái này nó cứ chưa cần lại để dựng ai research neural effect transition plug in same thing tạm dựng còn là dựng vai chung một video chỗ phần tái lúc ra nó ôn score chung một bảo vệ đài đôi chờ trong dựng bản mình cứ turbulent displacement kênh thế turbulent displacement chứng nhiên tiên mà đã cho chúng nó layer nắng đấy tâm bây bằng cả chỉ tật to một tí những đồ lại displacement tới chia twist những đồ lại pinning tới chia pin vertical hai đồ lại nè những thiết lại resize layer tới hai cái lại những đặt hai nữa tên chân 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 còn ta như cho là tức là lột nó vì mình chọn là những thời thêm mình những thời keyframe về keyframe này keyframe à này evolution về này chúng ta cái nhé chính từ vì mình chọn này mình chẳng những keyframe mà bị sâu nó hỗ trợ đó còn tháp bị sâu frame hỗ trợ đọc second nữa để có đọc frame second nữa nhưng tạo việc vừa của mình frame chung một hồ nhé chẳng vì tôi chỉ bài này tỏ dùng nữa nhưng play mùi mùi thế thế nhé và hãy ông màu phổ biến nhưng tạo mà đổi từ ở vị tràn thế khiến thế và với tôi chỉ tất mềm tên thế và nếu như bạn tất mùi hỏi và ta dừng trong ôi những nông tất nguyên phổ bụng là làm bây ở mùi mưa tới miền cả ta reality chạy sẽ đáy này visible này cao mưa khơi vào dưới này chứ dưới có bằng cách nơi solid mới tiết cho màu đám new solid đi có cho tới layer new solid chúng ta chung lại như thang foam f o m foam ok mà chứ dưới có vai lại effect của preset đã chung một thang foam màu dương có bàn về mà những tinh phong đó lên layer là mình chụp tập phong nữa mà cái tờ chỉ bẹp này dương có cho được can phong cho lại producer vía cho từ bubble cho từ physics mưa từ tam anh nâng dương ai sẽ lấy bán nữa nè rendering này chip sắc lại rendering dương trong bàn về tờ mà environment map nữa
bubble texture layer ណាយើងមើលតាមនឹងមួយៗប៉ុន្តែក្នុងនេះលោកគ្រូចង់ដូរ bubble texture ឲ្យទៅជាអញ្ចឹងហើយដូរកន្លែងខាងលើនេះឲ្យទៅជា view ទៅជា render ណាអញ្ចឹងបបោវាឡើងទៅជាពពុះឡើងទៅជាអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រសិនបងប្អូនចង់បដូរប្រភេទពពុះទឹកផ្សេងទៀតបងអាចដូរកន្លែងផ្សេងផ្សេងដូចជាដាក់ថាបបោ wrap បបោផ្សេងផ្សេងផ្សេងណាសម្រាប់ខ្ញុំយកគេខ្ញុំយកកន្លែងបបោ texture ហ្នឹងទៅជា default បបោណាអាចខ្ញុំចូលទៅកាន់កែកន្លែងនេះ line span របស់វាកុំឲ្យវាច្រើនពេកដាក់តែ 100 វាសពប៉ុណ្ណាឬក៏ដាក់ត្រឹមប្រមាណតាមអនឡាញចែកណៃណាឬដាក់50ក៏បានដែរចាំមានថាទឹកនោះវាបានមកអញ្ចឹងណាហើយយើងសរេតាមនឹងទៀតមើលកុំឲ្យវាចេញមកញ៉ែញ៉ៃចឹងពេក user red វានេះដាក់ថា 0.01 មើលអូតិចពេកបានទេគេមួយធម្មតាឬក៏បាន 0.5 ចុះបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចកន្លែងនេះណាដើម្បីវាឧទាហរណ៍លើអនឡាញមួយកន្លែងនេះជំនួសទៅពេលដែលវាយើងអត់ចុចកន្លែងនេះទេអញ្ចឹងវាអត់កាត់ទេណាតែបើសិនយើងចុចអានេះបានថាវាកាត់នៅក្នុងតែទឹកនឹងដែរជំនួសវាយើងចុចទៅណាឃើញវាកាត់នៅក្នុងវងទឹកនឹងទេណាតោះយើងក៏ទាញវាខិតមកខាងឆ្វេងបន្តិចយើងទាញវាទៅប្រើឲ្យគេ producer point នឹងមកបាទឥឡូវយើងបានទឹកហើយណាអញ្ចឹងយើងបើកអាខំដែលយើងធ្វើគេធ្វើកំប៉ុងមិញហ្នឹងបាទនេះគឺជាកំប៉ុង10ទឹកសុទ្ធដែលយើងធ្វើ animation ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់យកអានេះ water foam ខំហ្នឹងដើម្បីដាក់លើវាមកចង់ដឹងថាវាមិនបាទក៏វាបានដាក់អញ្ចឹងតែអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវចុចកាតានេះវាអាហ្វាម៉េតវាយើងទីវាចំក្រោមមកនេះដូរកន្លែងនេះណាន់ទៅជាអាហ្វាម៉េតអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាឃើញតែទឹកនេះវាឡើងអញ្ចឹងណាតែពពុះយើងហាក់ដូចជាច្រើនពេកហើយដបយើងវាបាត់បង់អាគេអារូបរាងផូវៀអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវ copy អានេះ control d មកឬក៏ចុចលើវាចូល edit control c ហើយហ្នឹងសំទុះ copy ហើយហ្នឹង paste ធម្មតាទៅណាឬក៏ប្រើវិធីមួយទៀតយើងចុចលើវាហើយ control d មកហើយបើកផ្នែកវាអញ្ចឹងដល់វាទៅចិញ្ចាអញ្ចឹងយើងមើលសកម្មភាពវាក្រោយពីឡើងហើយវាទៅចិញ្ចាឃើញទេហើយមានពពុះមានអីចឹងទៅពេលខ្លះបងប្អូនយល់ថាពពុះច្រើនពេកអញ្ចឹងយើងក៏ចូលទៅកាន់កន្លែង water foam water and foam យើងកែប្រែខ្លះកុំឲ្យវាពពុះច្រើនចឹងពេកណាយើងចុចទៅលើ foam ហ្នឹងចុចលើពាក្យថា effect control foam បើកវាមកកុំឲ្យវាច្រើនពេកទំហំវាអីហ្នឹងដាក់ត្រឹមចុច0ចុច1ចឹងទៅណាឃើញវាតូចមែនតើយើងស្រីតាមនឹងកុំអស់វាធំពេកណាយើងស្រីកន្លែងបបោសាយវាមកទំហំប៉ុណ្ណាទៅតាមអូនចង់បានណាកុំធំពេកកុំតូចពេកអញ្ចឹងវាបានចិញ្ចាស់គេទេបាទវានៅតែធំទៀតបងអូនចូលស្រីតាមនឹងទៀតទៅណាស្រីតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងឲ្យទឹកវាឡើងភ្លេបន្ទាប់ពីវាចាញ់ផុតណាយើងទាញនេះមកយើងកាត់វាត្រឹមណាឲ្យសមរម្យកាត់ layer យើងចុចយក cursor ចុចនៅ layer ហើយ
ao hay khniep khang chvei khniep khang chvei kat khang chvei khniep khang sdam kat khang sdam na to play ba tau chi baem ni na okay chung jeung ban anang muoy hai chung jeung chou te dol thua aso mdaw thua aso oy tau che baem ni thua yang maich ni ba thua aso tau che baem ni ta yeung te thua maich và ta nhìn được thương mà chắc đồng bông lá cứ dân vài sò sẵn dùng cả không thơ mấy vài sò cho một tháng pure drinking water pure drinking water bạn hỡi dân đặt vài sò không ai muốn bài bà thu nè thu là control T thì có horizontal type tool ngoài mà nhưng bắt đầu lại này tới chỉ không ai đợi cho save file out chứ mình load tới chỉ phone không ai kinh tế nên là thằng tức bò sọt tức bò và sân là dương vai chẳng của bạn mơ phù vi transparency này chân dương cho lời này biết bật này nhé bò rị sọt và những cái đầu phần về tới cho lưu viết đầu phần cái này nè những đặt phần này cái sang dương bài dọn ưu hồ những thật đầu này tới cho ông lê vinh nè tầm bây cho shift out đồ đáy b a và bài dọn nâng về tới chính trả tìm với cho một cái nào máu và tất bò lý sọt chúng dương thập bậc ca lấy dương một tiết chia phấn ăn liền đó dương đã thả chưa drinking water nữa chưa còn thôi đi máu xài vì máu tôi cũng tết được chia trăm rồi phát và nick ha selection thú cho lưu ý tới hay tìm mùi mùi và tìm mùi máu mà thôi vì tiết là hôn đất đo thầm rồi mình phải ưu tiêu hồ tôi biết những lãng đo mà rồi sao mình tìm mùi tìm mùi mùi chuột có thêm tiết nằm rồi xài nữa dân mới có phép phân phân dưới này vì chuyện phân là cái mực hồn nắng cứ regular ta dân trong mang bowl chúng ta bowl mà hay có mình thoi với mình mà đo thầm mọi người phải cái con bộ đồ sang mình thấy đẹp này nè đó bàn tình nắng đó anh như mơ mà điện trong bàn chẳng được cầm mạch xong là phim nhóm phải nhé bàn chẳng hỏi ok bọn toàn một tiền riêng có bằng cá composition thầm mấy tiết tại chung một tháng water white red green and blue nè mình đã bật cát chỉ tức là mình bỏ xó bỏ cỏ hôm bỏ bài tông bỏ khiu đồng bấy vô tới alpha map nè lứa à xó nè chân có ok mà hay dân châu tự cán là không được bộ dân thư waterfall nè 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 dân châu tự cán vía
យើងមើលឈ្មោះ waterfall នេះ waterfall ហ្នឹងយើង copy វាចំនួន4មកអឺ control d 1 2 3អឺ4ហើយយើងក៏ដាក់ឈ្មោះវាថាយើងយក cursor ចុចទៅលើវាហើយ enter មកគឺ rename ណាបាទដាក់ឈ្មោះវាថា y water and foam ណា y water foam លុបអានេះចោលទៅអានេះមួយទៀតអីគេ enter មកដាក់ថា red water foam red water foam បាទអឺគេមកនេះ y ហើយ red ហើយនេះសល់ blue ហើយ green អញ្ចឹងអានេះ green water foam ហើយនេះយើងដាក់ឈ្មោះវាថា blue waterfall blue waterfall ណាអញ្ចឹងយើងបានហើយអញ្ចឹងយើងក៏ចូលទៅកាន់ layer មួយដែលមានឈ្មោះថា water y red សំទុំមិន layer com water y red green and blue ហ្នឹងចុចលើវាមកអញ្ចឹងនៅក្នុង com ហ្នឹងវាអត់មានអីទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវការតែហៅទឹកទាំងយើង rename មិញទាំង4ហ្នឹងចូលមកទី1យើងហៅគេ y y water foam ទី2យើងហៅអីគេយើងហៅ red water foam ទី3យើងហៅ green water foam ទី4យើងហៅ blue water foam អូខេបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដូរវាមួយមួយដូរពណ៌វាមួយដោយចុចនៅលើវាមួយមួយកុំឲ្យមានការច្រឡំយើងបិទហើយយើងចូលទៅកន្លែង Y ដូរពណ៌ទៅជា Y តែវា Y ស្រាប់ហើយណាយើងដូរពណ៌កន្លែង Red ឲ្យទៅជា Red យើងចូលទៅ Red ទៅចុចលើវា2ដងហើយដូរកន្លែងនេះវិធីដូរពណ៌គឺយើងចុច Shift Control Y ណាដូរពណ៌វាចេញពណ៌នោះមកឲ្យណាមានន័យថាយើងយក Cursor ចុចនៅលើ Layer យើងសិនហើយ Control Y ដូរពណ៌ទៅជាអានេះពណ៌គេ red នឹងដាក់ពណ៌ red មកវាឡើងជា red បែបនេះអូខេអឺយើងចូលទៅកាន់អា com របស់យើងទៀតឥឡូវយើងដូរបាន red មួយហើយយើងចូលទៅកាន់ពណ៌នេះដូរពណ៌ green មកទៀតណាយើងចុចលវិពីរដងទៅហើយយើងក៏ដូរពណ៌ទៅជា green បាទយើងចូលទៅកាន់ com ដដែលទៀតគឺwater violet and green green and blue ហ្នឹងដូរកន្លែងនេះទៅជា blue បាទចុចលើពីដងមកហើយដូរទៅ shift control y ដូរទៅ blue បាទយើងចូលទៅកាន់ com water violet green and blue ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងមើលថាយើងបើកផ្នែកទាំង3មកទាំង4ហ្នឹងមកប៉ុន្តែយើងមើលថាតាំងពី0រហូតដល់5ឬក៏10 second ហ្នឹងឃើញតែលឿងសោះអើឃើញតែ Q សោះវាអត់មានឃើញពណ៌3ផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាឃើញទី1យើងត្រូវចូលកន្លែង red នេះយើងចូលទៅផលិតមើលឥឡូវយើងចូលទៅផលិតមើលក្នុង y water and foam សិនតើចលនារបស់វាមិនណាដើម្បីចង់ដឹងថាក្នុង layer ហ្នឹងមាន keyframe ចលនាហើយនៅអូនចុចលើវានេះវានឹងចេញមកឃើញនេះគេហៅថា keyframe ចលនាហ្នឹងណាឬក៏មានវិធីមួយទៀតដោយពុំចាំបាច់ប្រើវាបែបនេះយើងគ្រាន់តែយក cursor ហើយចុចទៅលើយក cursor ចុចលើ layer ហ្នឹងហើយចុចលើអក្សរថាដែលមានឈ្មោះថា U វានឹងចេញមកណាវានឹងបង្ហាញភ្លាមនៅ keyframe របស់យើងមានប្រមាណបាទជាងនេះសង្កេតថាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃចលនារបស់យើងគឺពី0ទៅតែម្ដង0 frame ទៅណាបាទអញ្ចឹងក្នុង y នេះយើងចាប់ផ្ដើមពី0 frame ទៅមានថាក្នុង y water foam ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់ red water foam ម្ដងនេះយើងចុចទៅវា2ដងទៅវាចេញមក
ចឹងយើងចង់ឲ្យចលនាចាប់ដើមផុសអរ៉េតហ្នឹងអត់ពី0ទេគឺពី16 frame ឡើងទៅចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបាន16 frame ទៅមុខទៀតទីមួយយើងចុចលើនេះ white frame ចុងក្រោយដាក់ថា16មកឃើញហើយវាលូតទៅ16ហើយនេះក៏មានវិធីមួយទៀតគឺបងអូនគ្រាន់តែចុច page down ដែលស្ថិតនៅខាងស្ដាំដៃខាងលើនៃ keyboard បងអូនចុចវាមួយមួយចុចមួយវាស្មើមួយ frame 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16អូនឃើញវាលូត16ទេនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទ16អញ្ចឹងក៏អូខេមកហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមពី position ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទាញវាមក16 frame ទៅមុខទៀតមកណាដល់ចុចលើហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញមិញហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងទាញវាមកយើងយក cursor select ទាំងពីរទាញវាមកណាបាទឃើញវាបានតែអញ្ចឹងអញ្ចឹង red បានអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលដល់ white ម្ដងណា green ម្ដង green យើងឲ្យវារត់ពីណាយើងឲ្យវារត់ពី32 frame ឡើងទៅមើល position វាយើងចុចលើ32 frame មកជាងទីង position វាតាំងពីហ្នឹងតាំងចំណុចចាប់ដើមនៃចលនានឹងចំណុចចំចលនាហ្នឹងឡើងមក32 frame បាទហើយយើងចូលទៅមើលនៅក្នុង blue វិញហើយចាំមើលវាមានអីផ្លាយទេក្នុង blue វិញដាក់ឲ្យវាទៅជា48 frame ណាវាយ48 frame មិនថាចន្លោះវា16 frame ទាញមកទាញមើលនៅក្នុង water white red green and blue ជាមួយវាចេញអីឃើញទេវាចេញចេញចេះពីទេបាទបាទអូខេយើងធ្វើប្រព័ន្ធនឹងបានហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅកាន់ layer ដែលមានឈ្មោះថាlayer ដែលយើងវាយអសងបាញ់មិញអូន pure drinking water ហ៎បាទនេះហើយក៏ទាញ com ដែលយើងធ្វើបាញ់មិញឈ្មោះថា water white red green and blue ហ្នឹងទាញមកដាក់លើវិញបែបនេះណាបាទហើយក៏យើងទីមានចំមកខាងក្រោមបំផុតនៃ layer ហើយចូលកន្លែងណាំទៅជា alpha matte ណាវាបានទីជាងចេះតែសួរថាមិនក៏នេះអត់ចូលអញ្ចឹងជាធម្មតាវាបានតែ layer ទេ alpha matte ហ្នឹងជើងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវបង្កើតអា2នេះអោទៅជាមកខំទៀតដែលមានឈ្មោះយើង select លើវា shift ឲ្យជាប់មកហើយ control អសរ shift control c បង្កើតខំថ្មីឬក៏ចូលទៅកាន់ layer precompose ណា shift control c ហ្នឹងបាទយើងដាក់ឈ្មោះថាអីគេ fuel drinking water water letter ណាហើយក៏អូខេមកក៏វាបានទៅជាអញ្ចឹងបានទៅជាមកខំហើយចាំយើងធ្វើការអីគេយើងធ្វើការ alpha matte វាដាក់ទៅចុចទៅលើពាក្យថាណានឹងទៅយកពាក្យថានេះ alpha matte fuel drinking water letter អញ្ចឹងវាបានបែបនេះណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបញ្ចប់ដោយវិឃីវទាំងអស់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវសរសេរឲ្យតាអាឃីវនេះចប់ត្រឹមតែអក្សរថា
pure drinking water ទេ ណា អញ្ចឹង យើង ត្រូវ ធ្វើ ម៉េច យើង ត្រូវ ចុច នៅ លើ ពាក្យ ថា come ថា come water white red green and blue នឹង មក ចុច វា 2 ដង ហើយ ចូល ទៅ come ដែល មាន ឈ្មោះ ថា blue water and foam យើង មើល កន្លែង នេះ ណា បាទ ចុច វា 2 ដង ហើយ យើង ចាប់ ផ្ដើម keyframe បញ្ចប់ វាឲ្យត្រឹមណាវាវាចប់ណាធម្មនេះចោះឧទាហរណ៍ហើយឲ្យវាចុះមកក្រោមបន្តិចចុះក្រោមមកដល់ត្រឹមកន្លែងអក្សរអញ្ចឹងយើងក៏ចូលទៅ view drinking water របស់យើងមិញមកឃើញទេវាចប់តែនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យចង់ឲ្យវាបានត្រឹមតែអក្សរទេខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំត្រូវឲ្យវាចុះក្រោមតិចទៀតពូសិនវាចុះក្រោមតិចទៀតអូខេយើងបើមើលវិញមកឃើញទេខ្ញុំចង់បានប្រហែលហ្នឹងណាបាទហើយនៅពេលដែលយើងបានធ្វើជាអក្សរបែបនេះហើយយើងក៏ចូលទៅកាន់អាកន្លែង10យើងដំបូងដែលយើងធ្វើណាឈ្មោះគេខំហ្នឹងនេះ bottle of purified water 2ជាងយើងទាញ com pure drinking water មកមកបាទហើយក៏បន្ថយនៅគេហៅទំហំ width scale យើងបើកកន្លែងនេះមកវាចេញជា transform scale បាទនេះដាក់ថាត្រឹម50ឧទាហរណ៍ហើយយើងទាញវាដាក់ទីតាំងណាមួយឲ្យសមរួមមកឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលមកសកម្មភាពវាទៅមិនឃើញទេនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានឲ្យពួកបងធ្វើណាចប់ហើយការងារយើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើង render វាទៅក៏ចុច space render preview វាយើងមើលវាមួយមួយហើយដើម្បីធ្វើការងារកុំឲ្យតឹងម៉ាស៊ីនពេកបងអាចដាក់កន្លែងនេះពេលធ្វើការណាដាក់ទៅ quarter quarter មានថាវា 1/3 វាអត់វាអត់នេះទេវាអត់ច្បាស់ទេណាជាមួយ full មកវាច្បាស់អូនឲ្យមើលក្នុង screen ហ្នឹងឃើញច្បាស់ហ៎តើបើសិន quarter វាអត់សូវច្បាស់ទេវា blur set ក៏វាមិនសូវច្បាស់ដែរ half ក៏វាមិនសូវច្បាស់ដែរតែ full ទៅវាច្បាស់តែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលយើង render preview យើង render យើងត្រូវតែដាក់ full ហើយណាដើម្បី render ចង់ដឹងថាតើអ្វីយើងធ្វើយើងពេញចិត្តទៅនៅឬក៏យើងត្រូវមានការបន្ថែមបន្ថយកន្លែងណាមួយទៀតចឹងណាជាង play មើលទាំងអស់មកវាទៅជាម៉េចវិញអឺឃើញទេបាទ